những minh tinh bị tiêu chiến làm liên lụy. Thảm nhất là Lý Thấm với ba tác phẩm đều liên quan đến ngôi sao Trần Tình Lệnh, đồng nghiệp, bạn diễn của Tiêu Chiến đều bị sự kiện của anh làm ảnh hưởng, rất nhiều tác phẩm nam diễn viên tham gia. Dù chỉ vai phụ của phụ với thời lượng xuất hiện 3 phút vẫn nhận phải hàng loạt đánh giá một sao. Không ai có thể ngờ. Được rằng có ngày, vì sự mạnh động của fan hâm mộ Tiêu Chiến bị toàn mạng công kích, nguyên nhân dẫn đến sự việc trên là... Vì có fan couple tiêu chiến, và Vương Nhất Bác viết fanfic ghép đôi đam mỹ, fan hâm mộ tiêu chiến cho, rằng bài này, đã làm nữ tính hóa thần tượng, nên report trang AO3, hành động này dẫn đến trang mạng AO3 bị sập. Tại Trung Quốc, rất nhiều người không cách nào truy cập xem, được. Hậu quả dẫn đến lượng lớn người qua đường cũng như fan đầm các nhà khác tẩy chay tiêu chiến, nhiều thương hiệu toát mồ hôi, lập tức dừng những quảng cáo về tiêu chiến trước sức ép của dư luận hay những bộ phim. Mà anh tham gia, dù đóng chính hay phụ, hay vai khách mời, vẫn hứng chịu cơn bão vốt một sao trên đa bẩn. Có thể nói, vì hành vi, và ngôn luận của fan hâm mộ tiêu chiến liên lụy tới rất nhiều người vô tội. Đặc biệt là những diễn viên, từng hợp tác với nam diễn viên. Thảm nhất trong chuyện này không phải là Trương Nhược Quân, mà là Ngụy Đại Huân. Tình yêu vượt qua ngàn năm hai do Ngụy Đại Huân, và Quách Quách Tuyết Phù đảm nhận vai chính. Những chủ đều liên quan đến phim đều bị fan Tiêu Chiến cướp đi mất, được biết trong phim này, Tiêu Chiến chỉ đảm nhận vai khách mời xuất hiện 3 phút, thế, nhưng fan hâm mộ anh chàng, đã loại bỏ tất cả những fan đầm của các diễn viên chính ra khỏi nhóm chủ đề. Đem ảnh bìa chủ đề đổi thành hình Tiêu Chiến. Rất nhiều fan Ngụy Đại Huân lo sợ phim, sẽ bị đánh giá thấp điểm, để lại bình luận, Ngụy Đại Huân đảm nhận vai chính, không liên quan gì đến Tiêu Chiến, xin đừng đánh giá thấp điểm. Lý, ngoài ra lý thấm là nhân vật bị sự kiện của tiêu chiến làm ảnh hưởng rất nặng nề khi cô là nữ chính của phim chu tiên một đóng cặp cùng với nam diễn viên cũng là diễn viên chính trong khánh dư niên trong tác phẩm truyền hình có sự tham gia của tiêu chiến là lang điện hạ lý thấm lại là nữ chính tất cả những sản phẩm do cô nàng tham gia đều bị dính trưởng hãy viết đôi điều về video này dưới phần bình luận nhé trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin hãy cho một lượt thích chia sẻ và đừng quên bấm nút theo dõi kênh xin chào và hẹn gặp lại